Cuộc sống cho ta bao nhiêu điều mà ta đâu biết. Có khi ở thờ bỏ quên, để mất đi yêu thương bao ngày mà ta vun đắp. Thời gian không quay lại. Hạnh phúc quên ta đôi khi thật gian đơn như thế, nhưng đâu dễ thay được. Biết được, chỉ biết lao vào những đam mê bất tận, lợi duyên có chắc giúp ta vui, rồi chợt nhận ra bên ta đã mất đi người từng ngày qua. Đêm đêm cùng nhau những câu chuyện buồn vui sẽ chia cùng nhau thức trắng đêm và nhìn nhau trong nước mắt. Giờ tình trôi qua rồi em đã xa. Cúc ơi Cúc! Cúc ơi! Cúc ơi Cúc! Dạ anh! Anh về rồi! Em có nhớ anh không? Em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em lắm. Anh nhớ em. Mà anh đi biền biệt. Những lúc có việc thì anh không gọi cho em. Anh có biết em ở nhà chờ đợi anh mòn mỏi thế nào không? Anh phải đi thực hiện những gì anh đã hứa với em. Em có nhớ là anh đã hứa gì với em không? Em nhớ chứ. Từng câu, từng chữ em đều nhớ hết. Vậy em kể cho anh nghe thử coi. Anh hứa là sẽ tặng cho em một bộ váy đẹp nhất Sài Gòn, để em được làm một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc. Có đúng không nè? Em giỏi lắm. Anh tặng cho em nè. Em mở ra xem đi. Đẹp quá. Cái váy này á là anh đã mua ở một tiệm áo cưới lớn nhất ở Sài Gòn. Em mới ướm vô thôi mà anh đã thấy đẹp rồi. Anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Em cảm ơn anh. Đẹp quá. Bỏ em xuống đi. Em thấy sao? Em có thích không? Dạ có, em thích lắm anh. Cả đời này em không nghĩ là mình có cơ hội được mặc chiếc váy đẹp như vậy. Mà... Nhưng mà cái gì? Em thích là được rồi, không có nhân nhị gì hết. Nha. Anh ơi, nhưng mà nhà mình còn nghèo lắm. Ăn bữa nay, lo bữa mai. Anh bây giờ cũng đang gặp khó khăn. Tiền chu cấp hàng tháng em còn phải gửi cho anh. Em chỉ sợ tiền đâu ra anh mua chiếc váy này. Em sợ mọi người ở ngoài nhìn vào, họ sẽ dị nghị, nói không hay về đám cưới của tụi mình. Kệ họ, em quan tâm tới họ làm cái gì? Ở trên đời này có tiền là có tất cả. Không lẽ vì họ mà em không dám mặc cái váy này à? Em có biết là anh cực công cỡ nào để mua cái váy này cho em không? Có, em biết mà. Em xin lỗi.
Xin lỗi cái gì? Em không bận thì trả lại cho anh. Không anh, em xin lỗi anh. Em lo xa thôi mà. Anh không cần em lo cho anh nữa. Em lo hết chuyện này tới chuyện kia. Nếu em không thích em đưa đây. Không anh, anh đưa ơi đây. Anh đây. Ơi đừng mà anh. Anh Sơn, anh Sơn. Anh Sơn, anh Sơn. Anh. May quá. Chỉ là giấc mơ thôi. Không lẽ nó báo trước điểm không hay? Ủa? Cắt. Dạ. Dậy đi, sao ngủ đây? Trời ơi, còn sớm anh Hoàng ơi, cho em ngủ một tí đi. Cái thằng, có gì thì lên trên nhà chứ ai ngủ đây? Dậy đi. Em xin lỗi, em quên mất. Em ở dưới quê mới lên. Rồi cái sợ lên nhà anh với lại anh Linh đang ngủ á, cho nên em ở dưới đây ngồi chờ luôn. Em nghĩ cái gì ai vậy? Ai ngờ. Đã là anh em với nhau rồi. Có cái gì thì lên trên nhà. Thôi lên trên nhà đi. Ai ngủ dưới này kỳ lắm. Lên, dạ. lên. Ai mà ngủ dưới này? Đứng dậy. Đi. Đi đâu vậy? Tại sao Cát không chịu mở máy? Bộ Cát cũng đoạn tuyệt với Tiên luôn hả? Giận Cát quá nữa. Cát ơi, Cát đang ở đâu vậy Cát? Cát gọi. Bà Chi trợ lý gọi. Chi gì không biết nữa. Alo. Trời ơi chị, bữa trước bút lịch sáng nay quay mấy phân đoạn mà. Sao giờ này chị chưa tới nữa? Cái đoàn phim đang đợi chị kìa. Trời ơi, làm ăn kỳ vậy chị. Tới lẹ lên đây. Chị tưởng là hôm nay chị quay hai phân đoạn đêm mà. Trời ơi, đêm gì mà đêm bà nội. Tôi thuê căn nhà 4 triệu, trời ơi. Tới lẹ lên đi, nguyên đoàn chờ bà nè. Đừng la nữa, chị tới liền. Lẹ lên. Tiên đi nha. Anh nói thật em nha, em vẫn còn yêu Bích lắm đúng không? Tất nhiên em còn yêu Bích rồi. Em không có quên được. Nhưng anh thấy tình yêu của em thì nó không giống lúc trước nữa. Vậy thì tại sao em vẫn lạng hoạng với vợ của người ta? Trời ơi anh Quang, anh nói cái gì mà lạng hoạng nghe ghê quá vậy. Em là em thấy Bích tội nghiệp. Em không có dằn lòng được chứ em đâu có bậy bạ gì đâu. Anh hiểu được cảm giác của em. Nhưng mà dù sao đi nữa, Bích cũng đã yên bề gia thất rồi.
Lần sau phải cư xử cho nó chín chắn một chút. Em biết rồi. Ủa, mà em nghe là thằng Sơn nó qua đây nó ở với anh đúng không? Ừ. Đừng nó đâu rồi, sao không nghe tâm hơi gì hết trơn vậy? Nó ngủ hay nó đi làm? Ở quê gọi điện lên, nói là mẹ của nó bệnh nặng, cho nên nó về quê rồi. Ừ. Chào anh. Hai anh em ở nhà chơi nghe. Tôi có việc phải lên trường chút. Dạ. Ủa, anh Linh lên trường vậy hả anh? Đúng rồi. Ờ, chắc là trễ rồi em cũng đi luôn nha. Đi đâu nữa hả? Người ngợm vậy đi đâu? Thì em còn phải chạy về đó xem sao đã. Cái gì? Em tính về nhà chị Tiên hả? Ừ, tại vì em nóng ruột lắm. Em còn phải về bên đó coi thử Tiên sao đã. Tiên mà không có em á thì em không biết nói sao cho anh hiểu nữa. Cắt nè. Nếu như em đồng ý quay trở lại nhà chị Tiên, có nghĩa là em chấp nhận tình cảm của chị sao? Không phải, không phải là như vậy đâu. Giữa em với chị Tiên á, có một cái thứ tình cảm mà nó lớn hơn tình yêu trai gái nữa. Thật tình, anh không thể hiểu nổi em nữa. Em cũng có hiểu nổi em đâu. Nhưng mà em xin anh á, hãy tin em. Em không có bậy bạ gì đâu. Em nói gì anh không hiểu? Có nghĩa là em không có lợi dụng tình cảm của chị Tiên để mà trục lợi. Ý của em là như vậy, anh hiểu không? Anh ở với em bao nhiêu lâu nay rồi, anh phải tin em chứ. Thôi được rồi, dù sao đi nữa em cũng không còn nhỏ, phải suy nghĩ cho thật kỹ để sau này khỏi phải ân hận đó. Dạ. Mẹ có biết con còn bao nhiêu công việc phải làm, vậy mà con phải dẹp hết qua một bên để chạy về đây. Sao mẹ lại làm như vậy được chứ? Nếu mẹ không làm như vậy thì con có chịu về không? Về cũng phải sắp xếp được thì con mới về chứ. Đâu phải trong đó là con ăn công ngồi rồi đâu. Mẹ có biết là con cực khổ cỡ nào không? Sơn à, mẹ biết trong đó con cũng không có ăn không ngồi rồi. Mà thật sự con làm cái gì ở trong đó đó, mẹ cũng không hiểu nổi. Con cứ đi biện biệt, rồi lâu lâu mới gọi điện về nhà một lần, là chỉ nhắc đến cái chữ tiền. Vậy là sao hả con? Con đã nói với mẹ rồi, hồi trước tới giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Con đang cố gắng hết sức để lo cho mẹ có được cuộc sống sung sướng sau này. Không lẽ mẹ không hiểu con được sao? Mẹ không biết là có còn sống được tới ngày đó hay không, chứ nói chi tới cái chuyện hưởng phước hả con? Mẹ chỉ mong con đừng làm phiền lòng mẹ là tốt rồi. Biết bao nhiêu đứa ở đây nó cũng vô Sài Gòn làm việc, nhưng mà ít nhiều nó cũng làm cho ba má nó vui lòng đó con. Đó là những đứa chỉ biết nhất thời, không có mắt nhìn xa trông rộng. Tụi nó tưởng tụi nó làm được bao nhiêu đưa về bấy nhiêu, như vậy là hay à? Sau này không còn sức lao động thì lại lết cái thân tàn đó về quê, rồi cuốc ruộng, rồi đi lượm gió ốc. Mẹ có muốn con sống vậy không? Mày làm được cái quái gì mà chê thiên hả? Thằng Hào ở lần mình đó, một tay nuôi bốn đứa em để nó ăn học, còn con Trang ở làng bên đó, nó nuôi má nó nằm liệt giường. Ở Sài Gòn á, nó chỉ là công nhân quen thôi, mà đều đều mỗi tháng á, đều gửi tiền về nuôi má nó. Còn mày thì sao? Cứ mỗi lần gọi điện về là y như rằng mẹ mày phải lo tiền bạc gửi cho mày, mẹ mày cứ than phiền hoài. Còn tao á, thì tao nói với mẹ mày, cứ nghĩ là nó đang đi học đại học đi, như vậy sẽ được an ủi phần nào. Trời ơi, cậu không nhớ là mình kêu nó về để bàn chuyện gì hay sao? Sao cậu cứ đem tiền bạc ra nói hoài à? Ôi mẹ, vậy mẹ với cậu gọi con về là có chuyện, chứ không phải là về chơi sao? À Sơn à, mẹ với cậu á, kêu con về là để bàn chuyện cưới hỏi của con đó. Không thể kéo dài được đâu con. Cô Nhung mới ngủ dậy hả? Tối hôm qua
Cô lại đi chơi tới gần sáng mới về phải không? Hồi nãy á, chị bé có lên gọi cô xuống ăn sáng, nhưng mà cô không nghe. Em đâu có đi đâu đâu. Ủa, mà chị bé đâu rồi? Nhà có gì ăn không? Chị bé đi chợ rồi. Chị bé có nấu cháo cá trên bếp đó. Để tôi đi lấy cho cô ăn ha. Cô á, cũng bớt đi giao du với mấy đứa bạn cô đi. Chứ ba má cô đó cũng không thích mấy đứa đó đâu. Cô giao du với mấy đứa đó nhiều, trước sau gì cũng có chuyện à. Tôi thấy mấy đứa đó chơi với cô toàn là lợi dụng không à. Kệ đi chị ơi, em đâu có quan tâm. Vui là được rồi. Cô à, mình là phần đàn bà con gái. Cô có chơi thì cô cũng phải biết giữ mình. Nếu không có chuyện gì thì sẽ dạ lây tới tôi đó. Tội nghiệp cho tôi nghe cô. Mắc mới gì dạ lây tới chị? Nếu cô mà có chuyện gì đó thì ba má nè, rồi anh trai nè, sẽ nhắm vô tôi, trách mắng tôi, nói là tôi không biết quan tâm tới em chồng. Tôi nói thiệt á, tôi đại kỵ sự đai nghiến lắm. Chị không có cần phải lo đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản thân mình. Ok. Thôi, cô ăn đi cho nó nóng. Cô ơi, cô có sao không vậy? Hay là cô đã có... Vậy thôi đi, đừng có mà tưởng tượng tào lao. Mệt quá không ăn uống gì nữa đâu, đi ngủ à. Không lẽ nó bị... Con xin mẹ với cậu đừng có làm rộn lên nữa. Bây giờ chưa phải là lúc đâu. Vậy là rõ rồi phải không? Cuối cùng mày cũng thừa nhận là thay dạ đổi lòng, không muốn cưới con Cúc để về làm vợ chứ gì. Mẹ với cậu đừng có như vậy, con mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ còn đang trắng tay, làm sao mà phải đeo bông. Lấy vợ về rồi có con, làm sao con sống đây? Vợ chồng là chuyện cả đời, từ từ con lo liệu, có gì đâu mà phải gấp. Sao mà không gấp con? Tuổi xuân con gái nó có thì đó con. Con Cúc nó đã chờ đợi con bao nhiêu năm rồi. Bằng tuổi nó đó, người ta đã con đàn con đóng rồi đó. Con à, con phải thương nó chứ. Trời ơi, nếu Cúc không đợi được thì mẹ cứ kêu, thích ai thì cứ lấy đi. Con đâu có ngăn cản, cũng đâu có quán trách gì đâu. Trời đất ơi, mày nói vậy mà nghe được hả thằng quỷ? Cái gì mà không ngăn cản, không quán trách? Mày giống ông nội người ta quá. Cậu, hai cậu cháu thôi đi, lỡ con Cúc nó qua nó nghe được thì sao? Cậu, mày nói gì mày nói đi. Cậu ngồi lại nghe con nói đã. Mày nói đại đi, tao nghe nè. Con xin cậu với mẹ đừng có hiểu lầm con. Con vẫn muốn nghe theo sự sắp xếp để cho mẹ với cậu vui lòng. Nhưng mà chuyện làm ăn của con trên Sài Gòn bây giờ nó bề bộn lắm. Con xin hẹn với mẹ và cậu năm sau. Để bây giờ con tập trung vô công việc đã. Lại hẹn với họ nữa. Mẹ biết ăn nói sao với con Cúc đi con. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con nghĩ Cúc sẽ hiểu và thông cảm cho con mà. Không ấy, để lát nữa con qua con nói chuyện với cổ.
Mày đừng có nói với tao đây là lời hẹn cuối cùng nghe mày. Con nói một là một, hai là hai. Nhất định qua năm con sẽ kiếm được một căn nhà trên Sài Gòn, rồi để gia đình mình nở mặt nở mày. Lúc đó muốn tính cái gì cũng được. Bây giờ con đang cố gắng hết sức nè. Thiệt vậy hả con? Vậy là qua sang năm nhất định con có nhà ở Sài Gòn phải không? Đó, cậu thấy chưa? Cháu nó đã quyết tâm làm ăn ở trên Sài Gòn mà. Bây giờ còn sắp mua được nhà ở trên Sài Gòn nữa kìa. Vậy mà mình không biết gì, mình cứ trách thằng nhỏ đủ thứ hết trơn à. Khi nào mua được thì hãy nói. Còn mày á, mày đừng có gạt tao, đây là lần cuối cùng nha mày. Dạ, con biết rồi. Tiên ơi, Tiên ơi, Tiên, Tiên ơi, Tiên ơi, Tiên, không biết đi đâu nữa, chết rồi, có khi nào đi đánh bài nữa không ta? Mới dán mình có mấy ngày là sinh tật nữa rồi, thiệt tình luôn. Không biết đi chừng nào mới về nữa. Có khi nào chơi thâu đêm suốt sáng mấy ngày không về? Sức khỏe đã không tốt rồi, cứ ham hố mấy cái trò đó là sao không biết nữa. Dừng lại, dừng lại. Đã nói là không nghĩ tới, không quan tâm nữa mà. Mỗi người có một cuộc sống riêng của mình. Trước khi mình xuất hiện, chị Tiên vẫn sống rất tốt, cũng vui vẻ, yêu đời. Vậy thì sự ra đi của mình cũng sẽ không làm xáo trộn gì đâu. Tốt nhất là mình không nên ở lại. Ủa Tiên, trời ơi sao tự nhiên xuất hiện sau lưng cát vậy? Trời có sao ơi. Không? Ây da, đau quá. Tiên có sao không? Cát đâu cố ý đâu, tưởng là giật đồ không á. Tiên biết, nhưng mà đau quá. Thôi, để cát đỡ Tiên vô nhà nha. Thôi thôi được rồi, Tiên đi một mình được rồi. Được không đó? Được, xô mạnh quá. Thôi, để cát đỡ vô nhà, được chưa? Những gì cần nói anh đã nói hết với em rồi đó. Bây giờ quyết định là ở em. Em có đủ nghị lực để chờ anh không? Dạ, bao lâu nữa em cũng chờ anh mà. Anh đừng lo. Anh yêu em nhiều lắm Cúc à. Anh à, có điều này em nhất định phải nói với anh mới được. Chuyện gì em? Em có thể chờ anh bao lâu cũng được. Một năm, hai năm, kể cả năm năm hay mười năm, em vẫn chờ. Nhưng em xin anh, nếu như có một ngày nào đó anh không còn yêu thương em nữa thì anh hãy nói thật lòng cho em biết, chứ đừng để cho em. Em có thể chửi rủa anh sao cũng được, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh.
bao nhiêu năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, anh gặp gỡ rất nhiều người, biết bao nhiêu cơ hội tốt đến với anh, nhưng anh đâu có màng tới. Tại sao em biết không? Tại vì anh tự nhủ với lòng là mình đã có vợ rồi. Một người vợ hiền lành, chăm chỉ, yêu thương chồng, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình chồng. Với anh, như vậy là đủ rồi. Anh không cho phép mình suy nghĩ về bất cứ một người nào. Anh nói thiệt không? Em không biết là ở Sài Gòn anh nhớ em nhiều tới mức nào đâu. Thấy người ta đi có đôi có cặp, anh cũng mong mình sẽ được như vậy lắm. Anh thậm chí còn mong mỏi hơn cái ngày mình làm vợ chồng nữa. Có điều hoàn cảnh chưa cho phép thôi. Em có hiểu không? Em hiểu mà. Em nói em hiểu anh, thông cảm cho anh, mà sao em cứ buồn hoài vậy? Em cứ làm như vậy cho nên mẹ với cậu cứ hối anh phải cưới em đó. Không, em đâu có buồn đâu. Em còn không chịu thừa nhận nữa hả? Hồi nãy anh mới qua đây thấy em còn khóc một mình mà. Dạ, đó là tại vì em nhớ lại giấc mơ bữa trước chứ bộ. Tại không cầm lòng được cho nên em mới khóc. Em mơ thấy cái gì? Nếu em không thích em đưa đây. Không anh, anh ơi, anh đây. Anh ơi đừng mà anh. Anh Sơn, anh Sơn. Em rất sợ. Em nghĩ giấc mơ đó báo trước một chuyện không lành. Em à, Chỉ là giấc mơ thôi mà. Làm cái gì em phải khổ sở tới mức đó. Cúc à, hôm nay em đẹp lắm. Sao vậy? Mình sắp là vợ chồng của nhau rồi mà. Em chịu anh một chút không được sao? Không được đâu. Đừng mà. Em à, anh thương em mà. Anh thôi mà anh. Có nhà không con? Anh Cúc à. Cát, xong rồi đó, ăn luôn đi, không thôi nguội mất ngon đó. Hay là mình đợi khách tới rồi mình ăn luôn đi. Ủa, khách nào? Cát mời khách hả? Đâu có, nhà của Tiên mà làm sao Cát dám mời khách chứ. Vậy chứ, Cát nói khách là khách nào? Bữa nay Tiên không có mời ai hết hả? Sao làm nhiều đồ ăn quá vậy? Khách khứa gì đâu, làm mấy món này để mừng ngày đoàn tụ mà. Cuối cùng Cát đã hiểu. Cát đâu quay về với Tiên không phải là chuyện đáng ăn mừng hay sao? Sến quá. Thôi Cát ngồi xuống ăn đi. Cát trở về là tốt rồi. Từ nay á, Tiên tuyệt đối không nhắc đến những chuyện mà mình không muốn đề cập tới nữa. Ăn đi, ăn đi.
phải ăn nhiều mới hết được đó nha. Tiên làm toàn là những món Cát thích không hà. Đây nè Cát, ăn nha. Ăn đi. Tiên à. Ừ. Cát có chuyện muốn nói. Ăn xong đi. Ăn xong đi rồi muốn nói gì thì nói. Ăn đi Cát. Đây nè Cát, ăn đi. Cát muốn nói ngay bây giờ. Thôi được rồi, Cát muốn nói gì thì Cát nói luôn đi. Ngày hôm nay Cát về đây là để lấy xe với lại đồ đạc linh tinh của Cát. Còn nữa, Cát có một chuyện muốn nói rõ ràng với Tiên luôn. Cát không thể ở với Tiên được nữa. Tiên. Cát. Không sao đâu. Cát à, Tiên cũng lường trước chuyện này rồi. Lẽ ra Tiên không nên, lẽ ra là Tiên không nên nói chuyện này ra như vậy. Dù sao thì Tiên cũng tôn trọng quyết định của Cát. Tiên đâu có lỗi gì đâu. Tất cả mọi thứ là do Cát, do Cát không tốt thôi. Cát à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Tiên hiểu mà Cát. Tiên chỉ muốn xin Cát một điều thôi. Một điều duy nhất. Tiên xin Cát. Cát hãy ở lại đây nha Cát. Với tư cách là bạn bè, chị em hay là người quán gia cũng được, tùy Cát quyết định. Chỉ xin Cát là Cát đừng đi nha Cát. Đừng bỏ Tiên đi nha Cát. Nha. Cát. Anh đã không muốn đem theo gì hết mà. Em với mẹ cứ xách theo lỉnh kỉnh. Anh à, mệt ghê luôn đó. Lâu lâu anh về thăm nhà cũng phải có chút quà quê đem vô cho bạn bè chứ. Có gì đâu mà mệt. Để em phụ anh đem đồ lên xe. Khi nào vô tới thành phố, anh gọi xe chở về nhà. Có mang sách đâu mà lỉnh kỉnh. Nhưng mà ở Sài Gòn đâu có ăn mấy thứ này đâu. Anh cứ nói vậy hoài. Em thấy mấy người ở quê mình vô thành phố lúc nào cũng mua mấy món này, có khi còn nhiều gấp mấy lần nữa. Nếu như anh không thích thì để em mang về. Thôi được rồi, để anh lấy là sắp giận nữa rồi đó. Thật là mệt thấy ghê à. Nè, em ở nhà chăm sóc mẹ giùm anh nha. Anh gửi gắm cho em đó. Ừ, em biết rồi, anh đừng có lo. Nè, còn chuyện này á là anh chưa biết nè, nhất định anh phải dặn em mới được. Chuyện gì vậy anh? Thứ nhất, em không được mơ những giấc mơ bậy bạ như hôm trước nữa, nhớ chưa? Ừ. Còn nữa, lần sau gặp anh không được giống như hôm bữa, làm anh quê lắm luôn. Ủa, bộ em tính giữ kỹ luôn hả? Nhưng mà chúng ta... Trời ơi, chúng ta cái gì? Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng. Không lẽ em muốn giữ vậy hoài luôn hả? Anh, sao nói lớn vậy? Em, vậy thì em hứa với anh đi, lần sau nhớ chịu anh nghe. Em... Anh ơi, lên xe lẹ anh ơi.
Anh lên thôi, xe kìa. Anh đi nghe. Anh giữ gìn sức khỏe. Cẩn thận nha anh. Ừ. Mày hả mày? Mày dám nhìn khách của tao vậy? Mày dám? Mày bỏ tao đi chưa? Mày không có nhìn khách của tao nữa nghe chưa? Buông ra coi. Mày làm gì hả mày? Mày nói đi. Tụi bay tính làm loạn hả? Khách khứa còn đầy ngoài kia kìa. Anh không thấy nó giữ khách của em hay sao mà anh còn binh nữa? Chuyện đó tính sao? Mày đi ra ngoài cho tao. Nhanh lên. Đồ con quỷ cái, mày không yên với tao đâu. Mày hết thời rồi. Còn hai đứa này nữa, đi ra ngoài. Xuyên, em về phòng sửa soạn lại đi. Khách VIP phòng 5 đang đợi đó. Chào bác sĩ. Chào anh. Bác sĩ thấy bệnh tình của tôi có tiến bộ gì không bác sĩ? Về bữa bác sĩ cho em về. Em còn đi đóng phim nữa đó. Em đóng phim võ thuật đó. Đạo diễn kêu em rồi đó nha. Ừ. Em ráng nghe lời bác sĩ đi. Rồi bác sĩ cho em về sớm nghe. À, cô à, tình trạng của chị con sao rồi cô? Rất tốt em à. Dạ. Cô ấy còn nhắc tới tên em nữa đó. Dạ vậy hả? Ừ. Vậy thì tốt quá. Kìa, cổ ngồi bên kia kìa. Đó. Dạ. À, vậy thôi, để con qua gặp chị con một chút. À, cảm ơn cô rất nhiều nghe. Em con đi chào đi. Cô. Chào em. Dạ. Chị hai. Chú Linh, em mới tới hả? Dạ, em mới tới. Chị chờ em từ hồi sáng tới giờ đó. Chị nhớ em luôn hả? Ừ. Cái thằng này. Chị không nhớ em thì nhớ ai? Ủa tưởng chị bị khùng hả? Có bao giờ em dám nói chị khùng đâu. Hình như là chị mới cắt tóc có đúng không? Chị mới uống tóc nè. Cái này còn đẹp nữa nè. Đâu cho em coi thử. Wow. Đẹp không? Đẹp quá chị. Ai làm cho chị? Mấy cô xinh đẹp á. Mấy cô xinh đẹp tới đây nè. Gội đầu cho chị. Bằng xà bông thơm đó nghe. Rồi uống tóc cho chị nè. Xong uống tay cho chị nữa. Đẹp ha. Thích lắm. Đâu? Thơm không? Thơm quá. Mấy cái người mà làm tóc với lại móng tay cho chị á là ai chị? Là mấy cái cô mà tới đây cho kẹo chị đó. Nè, chị để dành kẹo cho em nè. Em ăn đi. Từ nhỏ đến lớn chị lúc nào cũng thương em hết á. Có cái gì ngon chị đều để dành cho em. Cái thằng này, ba mẹ mất sớm, còn có hai chị em mình nè. Chị không thương em á thì chị thương ai bây giờ? Nè, ăn đi, ăn xong á rồi học bài nghe không? Nghe không? Chị nói cái gì vậy? Em mà không có học bài, không có ngoan á, chị không có thương em đâu đó. Biết không?
Chị nhìn gì chị hai? Chu Linh, đi đi. Đi đi. Chị, nhanh đi. Chị hai bình tĩnh lại đi. Đi đi, đi, đi. Chị hai mà. Đừng nha. Không có được bắt em tôi nha. Chị hai à, chị bình tĩnh lại đi chị hai à. Tôi sẽ tới cùng đó. Chị hai à. Đừng có bắt em tôi. Chị bình tĩnh lại đi. Đừng có bắt em. Chạy đi, chạy đi em. Chị hai à. Thôi thôi thôi, bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Ôi, rồi rồi rồi, sao không để tôi. Bình tĩnh lại đi chị hai. Không sao nghe. Được rồi được rồi. Được rồi. Thôi thôi thôi. Bắt tôi nè. Thôi ha. Ờ, ngoan ngoan. Rồi ngoan. Chạy đi Chu Linh, chạy đi Chu Linh. Ê, Thọ, mày coi coi, giải thích cho tao biết cái chỗ này coi. Tháng này tiền mất đi đâu rồi, hả? Mệt má quá à, thì vòng vòng đâu đó không chứ đâu. Vòng vòng là vòng vòng ở đâu, hả? Mày phải giải thích cho tao rõ ràng à nghe. Tao không có chịu quanh co kiểu này đâu à. Ờ, à, thì chắc chi tiền mua cái này cái nọ rồi quên chứ gì. Làm cái gì mà có chuyện đó. Mày nói thiệt đi à, có phải mày rút tiền ở trong này ra bao cái đám bạn cà lơ phức phơ hôm hổm đi Vũng Tàu không? Phải không? Nè, mày đừng có chối nha. Má mày biết từ trước rồi đó con à. Má biết rồi còn hỏi còn gì nữa. Làm ăn thì phải giao tiếp chứ. Dạo này cơ sở mai táng nó mọc lên thêm mấy chỗ nữa, mà người ta chết đâu có nhiều đâu. Mình cũng phải cạnh tranh chứ bộ. Có chút xíu tiền má la ôm sòm à. Trời ơi là trời, mấy chục triệu bạc mà nó làm như mấy ngàn vậy đó. Mệt má quá à. Thời buổi cạnh tranh này á, mình phải biết thả con tôm để bắt con tép chứ má. Cái gì? Ờ thì thả con tép để bắt con tôm. Ờ tôm, tôm càng xanh, tôm hùm nữa. Má hiểu không? Mệt ghê vậy. Ê, nè 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 nè. Tao không cần biết tôm tép gì ở đây ráo trọi hết á. Ha, tao làm từ bao nhiêu năm nay có làm sao đâu. Tao mới giao cho mày đâu có được bao lâu đâu mà đã thâm thủng vậy rồi hả? Hỏi làm sao mà tao tin mày được chứ. Má nè, má nóng. Coi nè, một, hai, đó. Nóng riết rồi cái mặt, nổi mụn đầy mặt luôn. Kệ cha tao mày. Tao già tao xấu kệ nó, không có quan trọng. Quan trọng nhất ở đây với tao là tiền, tiền, tiền. Nghe rõ chưa cái thằng quỷ? Nghe rồi, mày mau kiếm lại cho. Mệt quá. Cái đồ phái gia chi tử. Vội đi cho cơn mưa nhẹ đừng rơi ướt cành hoa tươi tôi mang đến tặng người tôi yêu thương nhất. Bước chân sao vội vàng người cho tôi luôn tin vào tình yêu đó. Đưa tôi đi qua ngày gian nan đôi mắt rưng rưng lòng tôi hát vang lên tiếng yêu thương này. Hạt mưa như thấy tôi cười khẽ đi qua hiền rồi nắng mai đang về từng ngày tươi sáng. Thời gian ngừng lại từng ngày
bao ước.